Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Em Anh Hay Đầu Thế Giới, giọng độc lãm, tập 134. Dựa vào cái gì mà Di Minh có thể hưởng được cuộc sống xa hoa và một người chồng tài mạo xuất chúng như thế, còn mình phải bán mình cho lão già dâm dê xấu tính, xấu nết, xấu cả ngoại hình này? Mỹ Xuân càng nghĩ càng không phục. Trong lúc ả ta bị cơn tức giận làm mờ mắt, nên căn bản không thể nhận ra nét đẹp tiềm ẩn mọi khi của Di Minh đang được khai thác triệt để. Trong mắt Mỹ Xuân bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu nhóc quê mùa tầm thường trước đây. Mỹ Xuân, cậu đang nói cái gì thế? Từng lời từng chữ của Mỹ Xuân nghe thật chói tai. Còn Di Minh vốn tính tình ôn hòa, tuy có lúc nhí nha nhí nhảnh nhưng không thích cãi nhau, đặc biệt càng không muốn làm ầm ĩ trong chính bữa tiệc của nhà họ An. Không cần nói, nó cũng biết danh dự Thế Long nói riêng và nhà họ An nói chung có giá trị cao đến mức nào. Nên cuối cùng, Di Minh chỉ có thể thở phào vì nó đang ở trong góc khuất. Ít người để ý nên nói chuyện với Mỹ Xuân khá nhỏ tiếng. Chính điều đó lại càng làm cho ả ta đắc ý. Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi, cho nên chỉ có thể lý nhí như vậy thôi sao? Cậu đừng diễn kịch nữa, đừng khiến tôi phải buồn nôn như vậy chứ. Mỹ Xuân! Di Minh tức quá, không biết phải nói gì. Nó không phải dạng người tức giận thì nhảy lên đông đổng la ói ôm sờm, và càng không thể trả đũa lại những lời như lời vừa rồi của ả ta. Như thế nào? Tức quá hóa thẹn rồi à? Mỹ Sơn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Di Minh. Càng thấy bộ dạng ăn sung mặc sướng của cậu nhóc càng khiến cho ả ta buông lời đai nghiến. Tôi thấy ưu điểm lớn nhất của cậu là dùng vẻ bề ngoài ngây thơ để dụ dỗ đàn ông. Cho nên cô mau quay trở lại bữa tiệc, đừng để La Tổng phải kêu tôi đi tìm cô nữa, Mỹ Xuân. Cả Mỹ Xuân và Di Minh đồng loạt quay lại nhìn. Nghe Simmy, Mỹ Xuân nhìn sắc mặt âm u của hắn ta, liền đánh mất khẩu khí nói chuyện với Di Minh ban nãy. Simmy không nói tiếng nào, nhưng sắc mặt của hắn đã tố cáo hắn đang vô cùng tức giận. Không giận sao được, khi Mỹ Xuân chọc ai không chọc, lại nhằm vào chủ nhân của bữa tiệc mà chọc cơ chứ. Hắn nãy giờ đã quan sát rất kỹ, tuy Thế Long đứng cách chỗ này khá xa, nhưng ánh mắt của hắn cứ cách 3 giây lại đảo qua nhìn Duy Minh một lần. Lần này vừa thấy Mỹ Xuân tiếp cận Duy Minh thì Thế Long lập tức cảnh giác, định bước lại bên cạnh cậu nhóc, nhưng có vài vị khách đến chào hỏi đã vô tình cản đường hắn. Jimmy vốn là người tinh ý nên dễ dàng thấy được điều này. Ngay lập tức, hắn tiến lên cứu vãn tình hình trước khi Thế Long nổi giận. Hắn đã nhiều năm lăn lộn trong thương trường, biết rõ Thế Long bề ngoài dung mạo xuất chúng, nhưng quan trọng hơn là An Tổng nổi tiếng lạnh lùng. Ai đã đắc tội dù vô tình hay là cố ý, đều sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Hắn rùng mình nhớ đến một tòa soạn lớn nhất nhì thành phố, vô tình đăng bài viết nói xấu Khánh My, ngay lập tức đã bị thâu tóm cổ phần. Trong vòng 72 giờ đồng hồ đã bị đánh sập, chủ biên vì quá ức mà đã tự giận chết. Nhớ đến đây, Jimmy quả thật rùng mình. Trước đây đắc tội Khánh My đã như vậy, mà nay nếu hắn biết Mỹ Xuân dám đắc tội đến cả Duy Minh thì chắc chắn công ty LK của hắn sẽ nhanh chóng bị thủ tiêu mất. Xin lỗi Duy Minh, Mỹ Xuân có điều chi xúc phạm, xin cậu lượng thứ bỏ qua cho. Nghĩ đến những thủ đoạn tàn khốc của Thế Long có thể dùng đến để đối phó với LK, Jimmy không ngại hạ mình mà xin lỗi cậu nhóc trước mặt. Duy Minh vẫn chưa hết bàng hoàng về thái độ quá mức cung kính này của Jimmy, nên mấp máy môi mại cũng không bật được thành tiếng. Thấy Duy Minh không phản ứng gì, nên Jimmy càng cúi thấp người hơn nữa. Nhanh chóng lưng và chân tạo thành một góc 90 độ, lời lẽ càng thêm nhún nhường. Cậu Duy Minh, thật xin lỗi, mẹ Xuân là người mới gia nhập với Thượng Lưu. Lúc nãy lại uống nhiều rượu, nên lời lẽ nói ra hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Cậu Duy Minh xin giơ cao đánh khẽ. Tôi thay mặt Mỹ Xuân một lần nữa xin lỗi cậu, xin đừng để An Tổng biết được những lời lẽ hàm hồ vừa rồi của Mỹ Xuân. Jimmy vẫn cúi người 90 độ, nhưng tay đã kéo Mỹ Xuân ra hiệu cho ả ta cúi đầu tạ tội. Thật ra, hắn khom người cung kính, thậm chí bắt Mỹ Xuân cũng phải làm như vậy, không phải là để cho Duy Minh cảm động, mà mục đích chính là diễn cho Thế Long xem. Bởi vì từ lúc hắn qua đây, thì Thế Long không có rời mắt khỏi Duy Minh dù chỉ nửa giây. Tuy nhiên, một kẻ háo thắng, suy nghĩ chưa đủ sâu xa như Mỹ Xuân thì không cam tâm cúi người trước kẻ thù.
Trong lúc ả ta đang dùng dằng chưa biết có nên làm theo hiệu lệnh của ông chủ hay không, thì đã có tiếng gọi vang ở đằng sau. Di Minh! Thế Long hơi chột dạ khi thấy vợ yêu của mình bị hai người bọn họ vây lấy. Nhưng tình hình của hắn không khá khẩm gì hơn. Liên tục bị khách khứa chặn đường, nên từ nãy tới giờ, bây giờ mới cắt đuôi được bọn họ để đến bảo vệ Duy Minh. Thế Long! Duy Minh nãy giờ ấm ức, thấy Thế Long bỗng chốc có chút chua xót, đôi mắt long lanh như chực muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nén lại. Có chuyện gì vậy? Ai cả gan dám chọc giận em sao? Thế Long từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến một mình Duy Minh, không thèm liếc mắt đến hai người bên cạnh, thậm chí lúc hỏi cũng không hề để ý đến sắc mặt thoáng xanh thoáng trắng của bọn họ. Ừ, Duy Minh muốn nói ra hết, nhưng mà nhớ đến sắc mặt của Thái Long mỗi khi giận thì vô cùng đáng sợ. Vả lại cũng không muốn phá hỏng bầu không khí của buổi tiệc, nên đành phủ định. Không! Chữ không vừa ra khỏi miệng, đã bị Thái Long cướp lời. Không được nói không có chuyện gì. Thái Long hiểu rõ tính tình hay bao che cho người khác của Duy Minh, nên phải nói vậy. Nhìn thái độ hùng hổ của Mỹ Xuân và sắc mặt không được tốt lắm của cậu nhóc, khiến cho hắn chợt đau lòng. Trong lúc đó, không ngại ngùng gì ôm chặt Duy Minh vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa cái tấm lưng gầy của nó. Thật sự là không có gì mà. Duy Minh bất ngờ trước hành động của Thái Long, nhưng trái tim lại cảm thấy vô cùng im dịu, đành phải trả lời bằng cái giọng điệu yếu ớt. Mỹ Xuân và em lâu ngày không có gặp, nên cô ấy đến chào hỏi chút thôi hả? Còn ngài Jimmy cũng đến xã giao vài câu thôi. Thấy Thái Long không có nói gì, nó biết Thái Long đang phân vân, nên bèn khẳng định lại. Em nói thật mà chúng ta đừng có ở đây nữa, bên ngoài có vài vị khách đã chú ý đến trong này rồi kìa. Em... Thái Long bất lực thở dài, sau đó nhìn ra xung quanh, quả thật có một vài vị khách bắt đầu nhìn họ xì xăm, nên vội vàng khoác tay Duy Minh bước ra ngoài trông vô cùng lịch lãm. Hai người ở lại là Jimmy và Mỹ Xuân, trong bóng của bọn họ khuất dần ở đằng xa, mới dám thở hắt ra. Đặc biệt là tên Jimmy chưa nhận được sự chấp nhận tha thứ của Duy Minh, nên trên trán đã lắm tấm mồ hôi lạnh. Tuy Thái Long đến, hắn vẫn cúi đầu 90 độ, nhưng hai tay lại giỏng lên hồi hộp nghe ngóng từng chữ của Duy Minh nói. Rất may mắn là Duy Minh đã bao che cho bọn họ. Còn Mỹ Xuân tuy không hiểu hết mọi hậu quả của vấn đề, nhưng thấy nét sợ hãi toát lên từ trên người của Jimmy, nên trong lòng cũng bất giác bồn chồn. Đến khi thấy Jimmy thở phào nhẹ nhõm, ả mới yên tâm trở lại. Trên đường trở lại bữa tiệc, phải đi ngang qua một đoạn đường ngắn. Lối đi lát gạch toát lên nét cổ điển, hai bên đường là những khóm hoa tỏa hương nhẹ nhẹ. Tuy không rực rỡ như là những cái lọ hoa trên bàn tiệc, nhưng những bông hoa này còn nguyên ở trên thân, vẫn có nét hấp dẫn riêng, khiến cho bầu không khí cũng trở nên lãng mạn. Vừa đi, Thái Long vừa thì thầm. Em đó, đồ ngốc! Hai tay của Thái Long bất ngờ mở rộng, giam chặt thân thể nhỏ bé của Duy Minh vào lòng. Anh! An Thái Long! Duy Minh giả vờ tức giận, gọi cả họ tên của hắn. Tuy bề ngoài tức giận, tay đắm vào ngực của Thái Long thùng thục, nhưng nó biết hắn quan tâm đến mình nên mới mắng như vậy. Nghĩ đến đây, mọi ấm ức lẫn hạnh phúc bỗng đồng loạt trào dâng. Trong hơi thở nhẹ nhẹ thì Duy Minh khẽ nói, xin anh đừng đối xử với em tốt như vậy. Đồ ngốc, em lại nói cái gì đó? Thái Long cảm thấy bất an, nét mặt giả vờ cương nghị trở lại. Trên đời này, có ai lại không muốn mình được quan tâm cơ chứ? Em không ngốc, cái này là vì tương lai sau này. Em sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ yêu anh đến chết đi sống lại, yêu đến khắc cốt ghi tâm mất. Em không thèm yêu anh đâu. Duy Minh vừa nói, biểu cảm gương mặt lại thay đổi liên tục, vừa suy tư, lo lắng, lẫn tinh nghịch đều đủ cả. Nghe Duy Minh nói yêu mình đến chết đi sống lại, đến khắc cốt ghi tâm, khiến cho tâm trạng của Thái Long như vừa mới ở vực thẳm tông tối, được kéo lên nơi cao nhất, đón lấy ánh sáng mặt trời. Vì sao? Thái Long tiếp tục vuốt kèm, giả vờ đăm chiêu hỏi lại. Vì sao em lại không muốn yêu anh? Bởi vì yêu anh, em sợ sau này sẽ vô cùng đau khổ. Duy Minh hay cắn môi, lưỡng lự một hồi cũng không dám nói ra những cái suy nghĩ trong lòng của mình. Bây giờ tuy đang hạnh phúc, nhưng nghĩ đến lỡ có một ngày nào đó chúng ta chia tay, mỗi người một nơi, đã khiến cho trái tim của em đau nhói lắm rồi. Nếu để yêu anh nhiều hơn nữa, thì lúc đó em sẽ đau khổ chết mất. Quỳnh Duy Minh, em dám nghĩ đến chuyện chia tay?
đáng giận, Thái Long lập tức quát lớn. Duy Minh hốt hoảng lấy tay bịt miệng của hắn lại, lấm la lấm lét nhìn biểu cảm của những vị khách quan xung quanh. Trời, anh nói nhỏ tiếng thôi, em đặt giả thiết thôi mà, anh đâu có cần phải phản ứng dữ vậy. Duy Minh kệ khổ. Giả thiết cũng không được nghĩ đến, Thái Long nghiêm túc nói. Bây giờ anh ra lệnh cho em phải yêu anh, anh ra lệnh em phải yêu anh, nghe rõ chưa? Thái Long cảm thấy hét lên như vậy vẫn chưa đủ nên vội vàng ôm chặt Duy Minh vào lòng, trong lòng ngông cuồng mong muốn áp chặt nó hòa cùng thân thể với mình làm một. Buông em ra, đau em, Duy Minh dãy dùa. Anh mặc kệ, em có nghe anh nói gì không? Thái Long chẳng những không để ý tới mà còn ra sức ôm chặt hơn nữa. Được được, em nghe rồi. Biết tính cách bá đạo của Thái Long, khi chưa nghe được câu trả lời vừa ý sẽ không buông tay, nên nó đành phải nén đau mà trả lời. Nhưng khi Thái Long vừa nới lỏng vòng tay thì nó đã nhảy ra khỏi vòng tay nóng hừng hực của hắn, còng môi lên nói. Đồ độc ác, làm em đau muốn chết. Đôi lúc như bây giờ, Duy Minh phải suy nghĩ lại, sao mình có thể yêu một người bạo lực đến như vậy chứ, thậm chí cả trên giường cũng vậy. Nghĩ đến đây, nó vừa lắc lắc đầu, vừa xua tan đi ý nghĩ bậy bạ đó vừa lé lên. Thái Long lại nghiêm túc nhìn cử chỉ ngốc xí của nó và nói, từ nay về sau, ai dám bắt nạt em thì em phải bắt nạt lại bọn họ, nếu không được thì cứ giao cho anh. Duy Minh em đây, chỉ để cho An Thái Long này ngược đãi thôi, trừ anh ra, không ai được phép ức hiếp em hết. Duy Minh nghe hắn nói, liền chu môi xem thường. Ngoài hắn ra thì có ai hay bắt nạt nó đâu chứ. Đúng là nói người khác mà không biết tự suy nghĩ về mình. Chát một tiếng, Thái Long và Duy Minh vừa khuất bóng thì Jimmy đã đứng thẳng người dậy, giáng cho Mỹ Xuân một cái tát không hề nương tay. Mỹ Xuân bất ngờ đau điếng, đưa tay lên so so bên má của mình, sửng sốt nói, Jimmy, ngài vì thằng đó mà đánh tôi sao? Hình như tôi đã quá dung túng cô rồi, cô gây sự với thằng nào tôi cũng mặc kệ, nhưng đụng đến người của An Thái Long thì tuyệt đối không thể. Thứ nhất, cô dám bỏ La Tổng để ông ta phải đích thân kiếm tôi phàn nàn. Thứ hai, tôi đã cấm cô tơ tưởng đến An Thái Long, cô chẳng những không nghe mà còn dám đến sinh sự với vợ của người ta. Cô nhìn lại bản thân mình đi, nó khó nghe, cô chỉ là một con gái điếm, dễ nghe một chút thì cô là kỹ nữ cao cấp. Nhưng dù sao, cao cấp đến đâu thì cô cũng làm ơn biết thân biết phận của mình một chút. Làm kỹ nữ thì cô chả đủ tư cách để ganh tị, lại còn cả gan dám sinh sự với Duy Minh. May là người ta không so đo. Nếu để lọt ra ngoài tin công ty LK của tôi đào tạo ra loại kỹ nữ không biết trời cao đất dày như cô, thì làm sao tôi còn làm ăn được gì nữa hả? Em không dám. Mỹ Xuân lắp ba lắp bắp. Nhưng em không cam tâm. Ả ta chưa nói dứt câu thì Jimmy đã gầm lên. Cô không cam tâm, chuyện đó không đến lượt cô quyết định. Cô là cái thá gì mà dám mơ tưởng đến tổng giám đốc AZ? Chỉ riêng chuyện cô dám kiếm chuyện với Duy Minh đã là có mắt không tròng rồi. An Thái Long đối xử với cậu ta nâng niu chiều chuộng như thế nào, tất cả khách khứa trong buổi tiệc đều có thể nhìn thấy được. Chỉ có một mình cô cố chấp đuôi mù mới không nhận ra mà thôi. Tóm lại, tôi nói cho cô biết, cô không thể tưởng tượng nổi thế lực của nhà họ An rộng lớn tới thế nào đâu. Chỉ một cú điện thoại, không chỉ cô hay gia đình cô, mà ngay cả LK của tôi cũng sẽ biến mất trong giây lát. Nên cô cứ liệu hồn đó. Nói xong, hắn ta lạnh lùng quay đi, bỏ Mỹ Xuân lại đứng như trời trồng, ánh mắt ngổn ngang những nỗi lo, tràn ngập sự sợ hãi, đau đớn, nhưng cũng chất chứa ánh lửa hận thù sôi sục. Thoát cái, bữa tiệc đã trôi qua thật nhanh, mặt trăng mới đó cũng đã hiện lên đầy đặn giữa nền trời. Đêm đã về khuya, không gian thật tĩnh lặng, nhưng ở sân nhà họ An vẫn lung linh ánh đèn. Đến lúc này thì khách khứa đã bắt đầu lục tục ra về. Chào, xin chào, tạm biệt, hợp tác vui vẻ. Thái Long và Duy Minh cùng ra tiễn khách, nhưng thật ra những lời khách sáo như vậy để Thái Long nói vẫn đúng hơn, nên Duy Minh khiêm nhường đứng bên cạnh, yếu đuối nép vào thân thể to lớn của Thái Long, đúng mực của một người vợ hiền. Nhắm chừng khách khứa đã về hết, thì Thái Long mới dẫn Duy Minh vào trong. Tuy nhiên vừa bước vào cổng thì Duy Minh thấy Nhỏ Nhi và thằng Nhân tới giờ vẫn còn ở lại ngồi nói chuyện. Thấy Duy Minh trở vào thì hai nó liền vui mừng đứng dậy, chuẩn bị chào ra về. Duy Minh nhìn Thái Long với vẻ mặt mệt mỏi liền nói, Thái Long, anh mệt mỏi như vậy thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, em tiễn hai đứa nó ra trước cổng rồi vào ngay.
Ừ. Thấy Long hơi lưỡng lự, nhưng thấy nét mặt đầy vẻ thỉnh cầu của Di Minh nên liền gật đầu. Em cẩn thận đó, vào nhà nhanh kẻo lạnh, sương xuống rồi đó. Tuân lệnh ông xã. Di Minh giơ tay lên, chào theo kiểu quân đội, rồi đẩy Thấy Long vào trong, sau đó mới tung ta tung tăng cùng hai đứa bạn ra ngoài. Cũng lâu rồi, bộ ba này mới được tụ họp lại với nhau. Vừa đi, vừa nói chuyện rôm rả, nên chẳng mấy chốc đã đến cổng. Thằng Nhân đứng bên ngoài chờ chút bảo vệ dẫn xe nó ra. Cả buổi tiệc hôm nay toàn những nhân vật tầm cỡ. Chỉ có bọn nó là đi xe máy cà tàng nên phải nán lại về cuối cùng cho đỡ quê. Nhỏ Nhi và thằng Nhân vốn không quan tâm lắm, nhưng chỉ sợ là mất mặt bạn của mình nên đã thống nhất là như vậy trước khi đến đây. Trong lúc đợi dẫn xe ra thì điện thoại Di Minh đổ chuông. Nó lọ mọ một hồi cũng móc điện thoại ra được. Là Đậu Đinh gọi điện. Thấy vậy Di Minh liền nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, alo, Di Minh hả? Hôm nay sinh nhật sao mà không nói vậy? Bây giờ về không kịp nữa rồi. Vừa nghe tin hôm nay sinh nhật cậu, lúc nãy là tôi bắt máy bay về ngay. Nhưng không biết là có kịp trước 12 giờ không nữa. Bây giờ tôi mới ở trên đường tới sân bay thôi hả? Trời, làm gì mà cậu nói một hơi vậy? Vừa chạy xe mà vừa nói chuyện điện thoại sao? Bị phạt đó. Di Minh lo lắng hỏi. Trong lúc Di Minh đang nói chuyện điện thoại thì Nhỏ Nhi và thằng Nhân cũng lên xe chuẩn bị về. Di Minh đang nói chuyện điện thoại nên không tiện nói lời tạm biệt. Nhưng nó cũng giơ giơ tay lên, vẫy vẫy rất là quyết liệt. Đáp lại, hai đứa bạn cũng vẫy vẫy tay và cười tít mắt. Lúc đó, Di Minh vừa nói chuyện điện thoại, vừa đi đi lại lại cho giãn gân cốt. Chẳng mấy chốc đã được một đoạn cách cổng nhà khoảng 50 mét. Trong lúc đó, Đậu Đinh bên kia nói tiếp. Tại sợ về không kịp nên mới gọi điện. Nói đến đây, chợt cậu nhóc có hơi ấp úng. Sinh nhật vui vẻ nha. Câu nói sinh nhật vui vẻ nha phát ra từ đầu dây bên kia, trộn lẫn với thứ âm thanh ù ù, không biết là tiếng gió hay là Đậu Đinh đã tới sân bay nên mới nghe âm thanh động cơ, khiến cho Di Minh tự nhiên rất cảm động. Nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì nó thấy một chiếc ô tô chạy chậm chậm đến gần mình, như là đang quan sát. Nó nghĩ tài xế lạc tay lái nên vội vàng né qua một bên. Trong lúc đó, chiếc xe như đã phát hiện ra mục tiêu, thấy nó hơi né tránh, liền lao nhanh đến, rồi thắng gấp trước mặt của Di Minh. Trong phút chốc, Di Minh cực kỳ hoảng loạn, tưởng mình sắp bị giật điện thoại. Nhưng không ngờ, khi chiếc xe dừng lại, một tên quần áo đen ngòm vội vã mở cửa ra, lao xuống tóm nói như con diều hâu săn được mồi, liền quắp nó vào trong xe. Ngay lập tức, cửa xe đóng lại rồi lao đi. Sự việc diễn ra rất nhanh nên bảo vệ từ bên kia đường không thể chạy qua kịp. Còn hai đứa bạn chưa kịp rồ ga chạy đi thì đã chứng kiến cảnh Duy Minh bị bắt lên xe. Trong giây lát, hai đứa nó như là bị đứng hình. Đến khi hốt hoảng khởi động xe thì chiếc ô tô đó đã chạy được một đoạn rất xa. Tuy cố gắng đuổi theo nhưng đối với một chiếc xe máy cà tàng của hai đứa thì việc đuổi kịp là không thể, thậm chí nhìn cả bản số xe cũng không nhìn được. Còn lại hiện trường là chiếc điện thoại của Di Minh trong lúc nó đánh rơi. Trên màn hình vẫn còn cuộc gọi của Đậu Đinh chưa kết thúc. Ở đầu dây bên kia, tự nhiên không nghe thấy tiếng Di Minh trả lời, kèm theo là tiếng ồn ào va đập. Cuối cùng là tiếng vật gì đó rơi xuống đất, khiến trong đầu Thế Huy hiện lên cảnh tượng rùng rợn. Trong phút chốc, cậu ta vứt cả điện thoại, kim tốc độ trên xe chưa đầy 4 giây đã đạt đến mức cực đại. Tại nhà họ An, mấy anh bảo vệ không kịp đuổi theo chiếc xe đã bắt Duy Minh đi nên vội vàng lên báo cho Thế Long. Trên phòng, Thế Long mới chỉ xả nước bồn tắm, đang đứng tựa cửa nghỉ ngơi thì liền nghe tin dữ. An thiếu gia, An thiếu gia, cậu Duy Minh bị bắt rồi. Cái gì? Thế Long đang suy nghĩ thì lập tức bị kéo về thực tại. Đã vậy còn nghe tin dữ nên không kìm được liền cao giọng hỏi lại. Lúc nãy cậu Duy Minh đang nghe điện thoại thì có một chiếc ô tô chạy tới nhanh chóng kéo cậu ấy lên xe rồi chạy mất rồi ạ. Có ai đuổi theo không? Thế Long tuy giọng nói vẫn còn rõ ràng nhưng trong lòng không tránh khỏi hoang mang. Anh vội vã khoác lên mình một chiếc áo sơ mi, vừa xuống cầu thang vừa cài loa qua cúp điện thoại. Dạ có cho người đuổi theo nhưng chúng ta hoàn toàn ở thế bị động, không có đuổi kịp ạ. Vừa nghe đến đó, Thế Long đã tức giận vung một cú đấm vào tường, khẽ rít lên từng tiếng. Vô dụng! Rồi bước nhanh xuống lầu. Đúng lúc này thì thằng Nhân và Nhỏ Nhi cũng hớt ha hớt hải chạy vào, miệng lắp ba lắp bắp không nói thành tiếng. Chúng tôi thấy. Đuổi theo nhưng không kịp.
Thế Long thấy hai đứa nó nhễ nhại mồ hôi, hơi thở đứt quãng thì càng thêm lo lắng, khẽ nhíu mày nhìn hai đứa nó, rồi đích thân gọi vài cuộc điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc nào gọi đến 113. Lập tức trong đêm đó có một cuộc họp được diễn ra bí mật giữa Thế Long và lão nhị, lão tam, lão tứ. Cuộc họp không kéo dài lâu, nét mặt ai cũng vô cùng căng thẳng vì tuy Thế Long đã rửa tay gác kiếm nhưng thế lực của hắn vẫn vô cùng rộng lớn, hồ mưa gọi gió ở thành phố này dễ như trở bàn tay. Nên trong vòng một tiếng đồng hồ, toàn bộ anh em trong giới xã hội đen đã được huy động. Chuẩn bị ngay phòng họp đặc biệt cho tôi trong vòng 5 phút nữa. Thế Long lạnh lùng truyền thánh chỉ cho trợ lý rồi phóng xe đến thẳng IG. Trong lúc đó, hắn cũng đã báo tin cho Lâm Phong biết điều này. Alo, Lâm Phong hả? Cậu đến phòng họp đặc biệt ngay đi. Duy Minh bị bắt cóc rồi. Được. Lâm Phong hơi bất ngờ trước thông tin mình nghe được. Nhưng trong lúc này, cậu hiểu rõ ràng nhất. Nếu họ bất cứ chuyện gì lúc này thì Thế Long cũng sẽ không trả lời. Nên tốt nhất là chỉ nói được là được rồi. 5 phút sau, phòng họp đã chuẩn bị xong. Thế Long và các huynh đệ cùng Lâm Phong gần như đã đến cùng lúc. Ai nấy mặt mày cũng vô cùng nghiêm túc đi thẳng vào trong. Mọi người vừa ngồi xuống thì Thế Long đã lên tiếng trước. Phát lại đoạn băng camera quay được trước cổng nhà đi. Vừa nhận được mệnh lệnh của Thế Long, cậu trợ lý lập tức y lệnh. Đoạn băng được phát đi, phát lại vài lần. Nhanh có, chậm có, ai cũng chăm chú quan sát. Từ cảnh Duy Minh đi lại lại nghe điện thoại cho đến cảnh bị đưa lên xe. Ánh mắt hốt hoảng đến đánh rơi cả điện thoại khiến cho Thế Long cảm thấy rất đau lòng. Hắn tự trách mình cái ngày bên cạnh cậu nhóc, nhưng sau thêm vài phút nữa cũng không dám ở lại. Nhưng giây phút tự trách đó không kéo dài lâu. Việc bây giờ cần phải làm là phải tìm được Duy Minh càng sớm càng tốt. Việc bây giờ khiến hắn lo lắng là chưa biết bọn người này bắt Duy Minh vì động cơ gì, tiền chuộc hay là trả thù. Chưa tìm được nguyên nhân càng khiến hắn bất an hơn. Nếu là tiền chuộc thì không cần phải lo lắng. Chỉ sợ là nếu vì trả thù hắn mà liên lụy đến cậu nhóc thì Thế Long không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây. Lập tức điều tra biển số xe, nhưng khả năng 50% đó là giả. Lời nói dứt khoát gãy gọn này không phải thốt ra từ Thế Long mà xuất phát từ Lâm Phong. Cậu biết bây giờ Thế Long cũng không hoàn toàn được bình tĩnh. Việc cần làm thì phải đích thân mình làm thôi. Lão Tứ, theo hướng chiếc xe rời đi, cậu hãy xem trên đường có cửa tiệm, siêu thị, cơ quan nào có camera thì lập tức đột nhập tường lửa. Tập hợp tất cả các đoạn clip đó lại, may ra có khả năng lần theo dấu vết của chiếc xe đó. Được. Lão Tứ lập tức nhận mệnh, nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của Lâm Phong. Thế Long trầm tư nãy giờ mới lên tiếng. Lâm Phong, cậu liên lạc với phía bên Mỹ đi. Thế Long, cậu điên à? Từ lúc Duy Minh bị bắt đến giờ, không đủ thời gian để bọn bắt cóc đưa cậu ấy ra nước ngoài đâu. Nếu phía bên Mỹ điều tra ra thì cũng mất thời gian hơn cả chúng ta. Cậu bình tĩnh lại đi, để tôi giải quyết. Cậu... Thôi, được rồi. Lão Tam, lập tức cử người giám sát thật kỹ các sân bay, đặc biệt là những hãng hàng không AG. Tất cả các chuyến bay xuất ngoại đều phải kiểm tra thật kỹ. Được. Lão Tam nhanh chóng làm theo. Còn lão nhị, ông kinh nghiệm dày dặn nhất. Tôi nhớ ông từng thực hiện những phi vụ bắt cóc kinh điển ở thành phố này. Ông nghĩ những nơi nào có thể được bọn bắt cóc đưa Duy Minh đến đó? Đương nhiên là những nơi vắng vẻ, nhưng cũng không trừ những nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lão nhị vừa nói vừa so cam. Đúng lúc đó, lão Tứ lên tiếng. Chiếc xe chở Duy Minh đi mấy vòng thành phố, có lẽ bọn bắt cóc có chủ ý phân tán sự chú ý của chúng ta. Nhưng có điều, chiếc xe chạy ra ngoài ô thì ở đó không có camera nào nữa để chúng ta theo dõi. Ừ, Lâm Phong nhíu mày, rồi sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nãy, khi Duy Minh bị lôi lên xe không biết bị vướng ở đâu mà chiếc áo bị rách một đường lớn, thậm chí còn để lại trên làn da trắng trẻo của nó một vết xước dài, rơm rớm máu. Lúc đó, một trong hai tên bắt cóc lên tiếng. Lấy nhanh lên, không thôi có người đuổi theo là chết đó. Duy Minh nghe hắn nói như vậy liền bừng tỉnh, lấy hết sức lực cố gắng mở cửa xe. Nhưng đáng tiếc, nó đã bị khóa chặt lại. Nó đành đập cửa sổ xe trong vô vọng. Đằng xa là hình ảnh hai đứa bạn thân đang ra sức đuổi theo. Nhưng khoảng cách càng ngày càng xa, chẳng mấy chốc đã khuất hẳn. Trong lúc Duy Minh đang vô vọng nhìn bóng hai đứa bạn càng lúc càng xa, thì bất ngờ cảm thấy lạnh lạnh nơi ngực áo. Nó cúi đầu xuống, liền thấy một bàn tay to đang luồn vào áo,
không nghĩ ngợi, liền hất tay hắn ra. Tay chân thì hốt hoảng, khô khoáng loạn xạ cả lên. Nhưng chỉ có điều, khi nhận được hai cái tát giáng trời của cái tên bắt cóc, Thùy Dĩ Minh mới hối hận, sao mình không giả vờ ngoan ngoãn hơn. Đến khi Duy Minh lấy lại bình tĩnh, thì bàn tay ấy lại lần mò đến lớp áo mỏng manh, nay đã xách một đường to tướng của nó. Nó hoảng sợ, co rúm người lại, cố gắng lấy tay túm lấy cái chỗ áo rách đang phất phơ như triều ngươi tên háo sắc. Ông dám làm càn thì tôi sẽ tự sát đó. Mày dám hăm dọa tao? Kèm theo câu nói ấy là thêm một cái tát mạnh hơn hai cái tát lúc nãy giáng trên mặt Di Minh. Đến lúc này thì tên lái xe mới lên tiếng. Tự đa, nhẹ tay một chút. Mày nhìn dáng vẻ yếu đuối của nó kìa, thì chịu được mấy cái tát của mày chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao lấy được tiền chuộc hả? Mẹ kiếp, bố mày từ khi ra tù cho tới giờ đã lâu chưa được đụng vào đàn bà rồi. Nghe ả Mỹ Xuân kia nói thằng nhãi này có thể chơi được, nên tao muốn nếm thử xem nó khác đàn bà ở chỗ nào. Duy Minh sáng lắng tay nhớ tên Tư Đa của hắn, cố gắng chú ý trên mặt của hắn có một vết sẹo dài. Nhưng quan trọng là cái tên Mỹ Xuân lọt vào tay của nó như một nhát đinh đóng vào. Duy Minh biết cô ta không ưa gì mình, nhưng không ngờ là sự căm thù đến mức thuê người bắt cóc nó. Thoáng chốc, nó không còn sợ hai tên trước mặt, mà chỉ cảm thấy lạnh sống lưng vì lòng dạ của người đàn bà đó. Còn tên bắt cóc vừa tiếp tục nói, vừa liếc nhìn nham nhở rồi đưa tay vuốt mặt của Di Minh. Nó vội vàng hất tay của hắn ra rồi né qua một bên. Lão gia đây đặc biệt thích tính tình ương ngạnh như thế này đó. Mày từ từ một chút thì chết à. Có gì thì cũng đợi tao nếm thử rồi tính tiếp. Cái tên Tư Đa đó vừa nói vừa liếm liếm môi, nhìn Di Minh thật nham nhở, khiến cho nó càng thêm hoảng sợ, ôm lấy thân thể của mình. Bây giờ mày gọi cho Mỹ Xuân cái đã. Tên ngồi phía trước vừa lái xe vừa nói. Mẹ kiếp, sao mày không gọi? Thịt dần tới miệng rồi, cũng không để cho tao ăn. Này thằng chó, lấy được tiền rồi, mày muốn làm gì cũng được, gọi nhanh lên đi. Tên Tư Đa gì đó, tuy bề ngoài hậm hực, nhưng vẫn lo điện thoại trong túi ra làm theo. Sau đó hắn ta nói gì đó, Duy Minh không thể nào nghe lọt tai. Bây giờ nó đang vô cùng hoảng loạn vì câu nói, lấy được tiền rồi, mày muốn làm gì cũng được, lúc nãy. Thật không ngờ cảnh tượng ganh ghét bắt cóc tống tiền, hạ nhục, nhau tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh, bây giờ lại xảy ra với mình. Duy Minh thật sự không biết phải nói gì, làm gì, sắc mặt hết trắng bệch lại chuyển sang xám xịt, rồi tím tái đầy vẻ sợ hãi. Nó không biết cả hai đã nói gì. Nhưng khi kết thúc cuộc gọi, lão Tư Đa đã say sang với đồng bọn và nói một câu đầy hàm ý. Đưa thằng nhóc đến chỗ dự tính ban đầu. Ngay sau đó, Duy Minh còn chưa kịp suy nghĩ gì đã bị một cái bao đen trùm lên đầu. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tối tăm và ngột ngạt. Mọi ánh sáng xung quanh đã bị cách ly. Bây giờ nó không biết chiếc xe đang chạy đến đâu. Chỉ có thể cảm nhận được sự lắc lư trên băng ghế sau truyền đến. Rồi không biết bao lâu sau đó, Duy Minh thấy hình như chiếc xe đang lên dốc rồi xuống dốc. Con đường đang đi hình như càng lúc càng dàn sóc hơn. Sau đó là tiếng sột sạc vang lên càng lúc càng rõ ràng. Duy Minh lờ mờ đoán ra chiếc xe chắc đang băng qua một cánh đồng cỏ. Trong lúc đó thì chiếc xe dừng lại. Nó bị một lực thô bạo kéo xuống xe. Do chưa quen nên Duy Minh bước loạn choạng, suýt nữa thì té ngã. Nhưng lại bị bàn tay thô kệch kia kéo giật dậy. Hay đúng hơn là bị lôi sành sệt về phía trước mà nó cũng không biết là đâu. Trong lúc đó, phòng họp của Hezi càng lúc càng trở nên căng thẳng. Ai cũng biết được, mỗi giây mỗi phút qua đi vẫn bật vô âm tính thì khả năng Duy Minh gặp nguy hiểm càng lúc càng cao. Lúc này, Thái Long thà mong nhận được cuộc điện thoại tống tiền, dù đòi cả Hezi, hắn cũng chấp nhận. Chứ đối phương im lặng không rõ mục đích chỉ càng khiến lòng Thái Long như bị lửa đốt. Nhưng không chỉ một mình Thái Long như vậy, mà giới hắc đạo ở thành phố cũng đang sôi sùng sục vì thái độ bất thường của hắn. Người ngoài không biết, chắc sẽ tưởng Thái Long đang chuẩn bị thế lực cho một cuộc quyết chiến tranh giành địa bàn hay gì gì đó. Nhưng chắc không ai ngờ rằng toàn bộ anh em trong giới xã hội đen được quy động chỉ để tìm một người tên là Di Minh. Nhưng dù ai có thắc mắc thì cũng không dám có ý kiến. Vì sắc mặt đanh thép của Thái Long lúc này như thông báo rằng bây giờ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bất ngờ điện thoại của Thái Long nặng nề vang lên, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Thái Long nhìn vào dãy số điện thoại lạ hiện trên màn hình, trong lòng cũng đã đoán được 8 phần
là bọn bắt cóc gọi đến. Ánh mắt khi nhấc máy của Thế Long vừa đanh thép vừa thoáng chút lo lắng, khiến cho mọi người đang có mặt ở trong phòng càng thêm lạnh sống lưng. Cuộc điện thoại khiến sắc mặt của Thế Long càng thêm u ám. Sau khi đầu dây bên kia đã tắt máy, hắn mới lạnh lùng ra lệnh điều tra gia đình Mỹ Xuân. Mọi người có mặt tại phòng họp đều bất ngờ về quyết định đó, vì đoán ra kẻ chủ mưu là ả ta. Nhưng Thế Long đều phớt lờ biểu cảm đó của bọn họ, cuối cùng là giao phó một số công việc cho Lâm Phong, rồi nhanh chóng lấy xe rời khỏi AZ. Trước khi đi, không quên dặn dò mọi người, không ai được đi cùng. Sau khi rời khỏi AZ, Thế Long nhanh chóng đánh xe đến chỗ hẹn. Vừa chạy xe vào trong, thì đầu của hắn lại hiện ra cuộc điện thoại lúc nãy. Mỹ Xuân yêu cầu hắn đến gặp mặt và không được ai đi cùng, vì cô ta đã để Duy Minh ở chỗ riêng. Nếu Thế Long mang theo người đến, thì ả ta sẽ tuyệt đối không khai ra chỗ nhốt Duy Minh ở đâu. Thế Long suy nghĩ, thực lực của Mỹ Xuân không tới đâu, quan trọng là chỉ sợ cô ta bị bức quá làm càng. Để Duy Minh cùng chết chung thì tuyệt đối không được, nên hắn quyết định đơn thân độc mã thực hiện yêu cầu của ả. Chẳng mấy chốc thì Thế Long đã đến nơi. Nơi Mỹ Xuân hẹn hắn là một xưởng may cũ kỹ đã bỏ hoang. Hắn đến nơi đã chẳng hề do dự mà đẩy cửa bước vào. Thế Long vừa vào trong đã thấy khá bất ngờ, vì ngoài sự có mặt của Mỹ Xuân còn có tên Jimmy Nguyễn. Nhưng ngược lại, tên Jimmy Nguyễn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Hắn khẽ nói với Mỹ Xuân: "Cô điên à, sao cô dám uy hiếp An Thế Long?" "Tôi không điên, tại sao một kẻ tầm thường như Duy Minh lại có thể chạm vào được một người đàn ông hoàn mỹ như Thế Long, còn tôi thì không?" Duy Minh bức xúc mà nói lớn: Cô thật sự điên rồi." Jimmy sửng sốt trước cái mớ lý sự cùng của ả ta. "Jimmy à, đâu phải chỉ mình tôi thèm khát anh ta, mà ngay cả ông." Mỹ Xuân bất ngờ cười ha hả, rồi chỉ vào mặt của ông chủ của mình: "Ông đừng tưởng tôi không biết điện thoại laptop của ông đều để đầy hình của An Thế Long nhé. Ông cũng ao ước được chạm vào anh ta, dù chỉ một lần như tôi thôi mà." "Cô, sao cô dám tự tiện lục lọi đồ dùng cá nhân của tôi?" Jimmy Nguyễn bất ngờ khi bị lật bài tẩy như thế, vừa thấp giọng vừa lắm lét nhìn về phía An Thế Long. Mỹ Xuân tiếp tục cười lớn, phớt lờ câu hỏi của hắn và tiếp tục nói: "Bây giờ cơ hội đã đến, Duy Minh đang ở trong tay của tôi. Nếu Thế Long thật sự yêu thằng nhãi đó, thì chúng ta yêu cầu gì hắn cũng thực hiện." Cô... Jimmy nghe từng lời từng chữ của ả ta cảm thấy rùng mình, vừa sợ nhưng cũng vừa thấy chính xác. Cơ hội như thế này quả là ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ, sẽ rất phí phạm. Chính sự dâm dục và khát khao đã khiến cả Mỹ Xuân lẫn Jimmy quên đi một điều. Nếu đạt được những cái thèm khát đó, nhưng Thế Long liệu có bỏ qua sau này hay không? Không lẽ bọn họ sẽ giam giữ Duy Minh cả đời để tiếp tục uy hiếp Thế Long sao? Những điều đó ai cũng có thể suy nghĩ được, nhưng chỉ có hai kẻ mù quáng đó là bị mờ mắt bởi những ham muốn tầm thường mà không có nghĩ đến. "Các người muốn cái gì?" Thế Long lạnh lùng lên tiếng. Mỹ Xuân không có trả lời, lặng lẽ ra cửa kiểm tra xem Thế Long có dẫn theo ai hay không. Sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai, mới đóng cửa lại rồi quay vào. Còn tên Jimmy cũng đã tiến lại gần Thế Long. Sau khi thấy Thế Long đứng yên bất động, ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng và căm giận khó tả. Sau đó mới run rẩy đưa tay lên chạm vào gương mặt hoàn mỹ mà hắn đã thầm mơ ước. Mỹ Xuân cũng đã từ phía sau ôm chầm lấy thân thể cường tráng của Thế Long. Đến đây, hắn cũng đã biết được ý đồ của bọn chúng. Trong lòng rất là tức giận, nhưng vì an nguy của Duy Minh nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nén cơn giận mà lên tiếng. "Các ngươi muốn sao cũng được, nhưng trước tiên phải chứng minh cho tôi thấy Duy Minh đang ở trong tay các ngươi và vẫn được an toàn." "Được." Mỹ Xuân thấy Thế Long dễ dàng đồng ý như vậy, liền ra vẻ mừng rỡ. Và như đã đoán trước được, Thế Long sẽ ra điều kiện này, nên ả đã chuẩn bị trước, vội vàng gọi một cuộc gọi video call. "Alo, tình hình bên đó sao rồi?" "Vẫn tốt, không có gì nằm ngoài dự đoán." Bên kia vọng lại tiếng trả lời. "Được rồi, cậu để điện thoại lại gần thằng Duy Minh đi." "Được." Chiếc điện thoại vừa được đưa đến gần Duy Minh thì Thế Long vội vàng giật lấy. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của Duy Minh trong chiếc áo rách, cả người co rúm lại. Thấy vậy, trong lòng của Duy Minh chợt thấy đau nhói. Hắn thấp giọng nói: "Duy Minh, em..." Hắn nói mà cổ họng mình khô khốc. Duy Minh đang ngồi ủ rũ đầy sợ hãi.
nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Thái Long, bèn ngẩng đầu lên. Trong đầu chợt nhớ đến kế hoạch của mình dự tính, cho nên là vội hét lớn lên. Tư Đa! Tư Đa! Tên bắt em là Tư! Hai tên bắt cóc đứng ở bên cạnh nghe Duy Minh bất ngờ hét lên như vậy, liền hốt hoảng, vội vàng hất chiếc điện thoại vào tường, tức giận đến thẳng tay mà cho Duy Minh hai cái tát. Ở bên đây, từ lúc Duy Minh hét lên đến lúc mất tín hiệu diễn ra vô cùng nhanh chóng. Nhưng đầu óc của một tên trùm xã hội đen như Thái Long vốn rất nhạy bén, biết đã có manh mối của Duy Minh nên không còn nhường nhịn gì nữa, lập tức xoay người lại, tung vài ngón vỏ, tóm gọn được hai kẻ chủ mưu, sau đó ra lệnh cho đám đàn em bắt giữ hai kẻ đang nằm vật vã dưới đất, còn lại phải tìm cho ra tung tích của tên Tư Đa nhãi nhép gì đó. Sau hai cái tát như trời giáng đó, Duy Minh vật vã lắm mới gượng dậy được. Tay chân bị trói vô cùng đau nhức, khiến nước mắt của nó như sắp trào ra. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi trên mặt đất bày la liệt những thùng gỗ cũ kỹ, ngoài ra còn có dây xích, mã tấu, dao búa và có cả thức ăn mà Duy Minh đoán là để sử dụng đến 2-3 ngày kia. Tóm lại là rất rõ ràng, bọn họ đã có sự chuẩn bị trường kỳ kháng chiến với nó.